Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Liêm. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho bạn cái cách để mình dịch một cái video ở tiếng Trung hoặc là một thứ tiếng bất kỳ sang tiếng Việt. Và với cái chủ đề này thì các bạn có thể áp dụng để chúng ta dịch chuyện này, chúng ta dịch một cái video ở bên Trung Quốc sang bên Việt Nam mà chúng ta vẫn có thể hoàn toàn kiếm tiền được trên cái nền tảng YouTube cũng như là cái nền tảng TikTok Beta các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái nguồn ở đây này. Nguồn thì các bạn sẽ vào cái trang này cho mình nhé. Đó. Thì trong đây nhá có rất là nhiều cái nguồn và video những cái thể loại khác nhau. Thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái chủ đề ưa thích và các bạn sẽ dịch cho mình đây, ví dụ cái chủ đề chuyện này, đúng không? Hoặc là những cái chủ đề về chuyện hoặc cái chủ đề về ẩm thực này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tải một cái video về nhá. Khi để tải một cái video về ở trên cái trang này về thì các bạn sẽ lấy cái copy cho mình cái đường link ở đây này. Bấm chọn copy. Và các bạn sẽ dán vào đây. Dán vào đây. Sau đó mình sẽ bấm một phần tải xuống này. Đó. Thì sau khi mà bấm một phần tải xuống rồi thì nó sẽ ra một cái những cái định dạng như này. Thì bây giờ mình sẽ để lấy định dạng là 1080p nhá. Thì cái video của mình khi mà mình tải về nó sẽ nét hơn nhá. Rồi thì anh em có thể là nếu mà anh em mới làm TikTok beta thì em có thể vào trong cái kênh này của mình này. Thì anh em thì trong đây mình cũng có để rất là nhiều cái video về cách xây kênh TikTok beta cho những người mới đó, thì em có thể vào đây anh em xem nhé. Rồi thì sau khi mà mình đã có một cái video chung rồi thì bây giờ mình sẽ vào cái CapCut này. Thì CapCut hiện tại bây giờ nó đã cho chúng ta dịch một cái văn bản từ video chung này hoặc là video nước ngoài sang quốc gia, từ video quốc gia từ video nước ngoài sang một cái video của Việt Nam một cách đơn giản nhất nhé, chứ chúng ta không cần phải làm những cái bước mà cầu kỳ như trước nữa đó. Thì đây mình sẽ chờ một chút nhé. Rồi thì bây giờ là để dịch một cái video nước ngoài sang video Việt Nam thì nó rất là đơn giản, chỉ vài một vài thao tác là chúng ta có thể dịch được luôn đó. Thì bây giờ anh em chờ một chút nha. Rồi video đã tải xong rồi. Thì để nhập một cái video bất kỳ ấy thì mình bấm vào phần nhập này. Đó, sau đó mình sẽ chọn nguồn cho nó này. Bây giờ mình sẽ kéo xuống này. Đó. Thì để làm TikTok beta ấy thì chúng ta chỉ cần 1 phút thôi là được. Đó thì mình sẽ để 1 phút nha. Mình sẽ cắt cho nó thành 1 phút nha. Rồi bây giờ thì để mà dịch một cái video này sang tiếng Việt ấy thì bây giờ mình sẽ chọn vào cái phần là văn bản này. Đó, sau đó là mình sẽ chọn vào cái phần dịch phụ đề tự động này. Tiếp theo thì là ngôn ngữ nói. Thì bây giờ là để ngôn ngữ thì mình sẽ chọn cái ngôn ngữ của bên Trung nhá. Đó, tiếng Trung là tiếng ngôn ngữ gốc này. Và chúng ta muốn dịch sang cái tiếng Việt hoặc là chúng ta muốn dịch sang bất kỳ cái chủ đề gì, ví dụ tiếng Anh để chúng ta làm TikTok beta cũng được. Đó, thì bây giờ mình sẽ dịch sang tiếng Việt cho anh em xem nhé. Mình sẽ bấm một phần là tạo này. Đó thì với cái bản CapCut Pro này thì nó sẽ dịch được cái video đó. Đây cái bản Pro này, các bạn có thấy hiện chữ Pro đó. Thì đây là một bản Pro nhé. Thì anh em nào mà có nhu cầu mà chúng ta sử dụng CapCut Pro để chúng ta dịch dịch ấy, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với mình nhé. Đây thì tới bước này thì mình sẽ xóa cái phần tiếng Trung rồi đi này. Đó. Bây giờ mình sẽ bôi đen tất cả những cái chữ ở bên tiếng Việt này này. Thì mình sẽ bấm vào cái phần chuyển đổi văn bản thành giọng nói. Đó. Thì trong đây sẽ có rất là nhiều cái ngôn ngữ này. Bây giờ thì hiện tại bây giờ thì là thì trong đây có rất là nhiều hiệu ứng nhá. Anh em có thể vào đây lựa chọn này. Sau khi mà dịch xong rồi ấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình chạy nhá. À và nếu mà bạn nào mà muốn để một cái nền mờ sau ấy thì bây giờ mình sẽ chọn vào cái video này. Đó, sau đó mình sẽ chọn vào cái phần cuối cùng này. Tiếp theo chọn vào phần nền mờ. Và chọn vào đây. Bất kỳ cái nào. Đó. Zoom ra một chút cũng được. Và kéo cái sắp này xuống. Đó. Đây các bạn có thể chọn nền bất kỳ nhé.
nền đen cũng được, hoặc là nền đây thế này cho dễ nhìn nhá. Ok đó, thì bây giờ mình sẽ công việc của mình là mình sẽ đi xử lý nốt này đó. Ok, và nếu mà anh em nào làm anh em có thể để tên kênh ở trên đấy cũng được đó. Ok, bây giờ mình sẽ xuất ra này, bấm xuất này. Thì đây có rất là nhiều chế độ, thì thông thường ấy những anh em nào mà bị mờ ấy, video mờ ấy, thì bây giờ mình sẽ chọn cái độ phân giải của video này. Thì thông thường mình sẽ để 1080 và 60 fps là ok rồi. Đó, mình sẽ xuất thử ra cho anh em xem nhé. Rồi, thì với cái tốc độ xuất này thì nó cũng khá là nhanh thôi. Với cái chế độ là 1080 nhân với lại 1080. Đó, thì bây giờ anh em xem này, xem cái thành quả của mình nhé. Đó thì đó là cách để mình dịch một cái video Trung Quốc sang bên Việt Nam, hoặc là anh em có thể dịch video Trung Quốc sang tiếng Anh đều được nhé. Thì ở đây mình chỉ cần thay đổi mỗi cái phần chọn vào đây này, và chúng ta cần phải dịch ra tiếng bất kỳ đó. Đây anh em muốn chọn thì tiếng ngôn ngữ nước nào thì anh em có thể vào đây nhé. Thì trong cái bản Pro này nó có hỗ trợ rất là nhiều ngôn ngữ ấy. Đó, ok. Một nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video, và các bạn đừng quên nhấn thích video và chia sẻ video này cho nhiều người được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video.